Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến trúc HCG. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một cái công trình biệt thự một tầng theo phong cách kiến trúc là tân cổ của Kiến trúc HCG đã tư vấn thiết kế cho nhà anh Đinh Quang Minh ở khu Cự Tiến, xã Cự Đồng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ quý vị các bạn nhé. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu rất kỹ về phần hình thức công trình, công năng, giải pháp về một cái biệt thự vườn mái Thái theo phong cách kiến trúc là tân cổ mà bên HCG đã tư vấn cho anh, để quý vị các bạn có thể nắm bắt được và áp dụng được vào trong cái khuôn viên, trong cái công trình của nhà mình. Lần đầu tiên quý vị các bạn đến với kênh Kiến trúc HCG thì cường xin mời quý vị các bạn là dưới góc phải màn hình nút đăng ký, các bạn hãy giúp mình nhấn nút đăng ký kênh, nhấn vào chuông để mỗi khi bên mình xuất bản video thì quý vị và các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được thông nhất từ ngoại. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem qua một số những hình ảnh về cái công trình biệt thự vườn mái Thái lần này, và chúng ta sẽ nắm bắt một số cái thông tin. Công trình có mặt tiền là bằng 10m và chiều sâu công trình là bằng 18.2m quý vị các bạn nhé. Diện tích sử dụng công trình mà chưa tính hai sảnh là 175m2, và khi mà chúng ta có thêm sảnh thứ nhất và sảnh thứ hai thì chúng ta sẽ có cái diện tích sử dụng là bằng 206m2. Công trình thì chúng ta lần này bao gồm có 4 phòng ngủ quý vị các bạn nhé. Các phòng ngủ thì đều đạt được cái diện tích tiêu chuẩn là bằng từ 12.6 đến 15.1m2, và phòng khách là được 33.5m2, cực kỳ là rộng rãi. Phòng bếp hiện nay được 24.5m2, và chúng ta có thêm các cái phòng vệ sinh đó, thì các cái thông tin ở trên màn hình bạn để xem qua để nắm bắt được. Còn bây giờ Cường xin phép là sẽ cùng quý vị các bạn là xem qua cái phần hình thức, sau đó chúng ta sẽ vào phần phân tích công năng và đi sâu vào bản vẽ kỹ thuật để cho các bạn có thể nắm bắt được. Trên màn hình của quý vị các bạn, đây là chính là cái phần mặt tiền của công trình lần này. Mặt tiền của công trình lần này thì được bên HCG đang thiết kế theo phong cách kiến trúc là tân cổ với lại 3 mái như quý vị và các bạn nhé. Và toàn bộ cái phần sảnh của công trình thì có tạo ra một cái mái vòm rất là rộng và cao, và chúng ta đã trang trí ở đây để treo một cái đèn chùm quý vị các bạn. Cái phào của công trình hiện nay đã đang được thiết kế theo phào là phào tân cổ. Tất cả các cái phào lần này cực kỳ là nhẹ nhàng, thanh thoát, làm cho công trình rất là đẹp. Các cái thước cột được bên HCG đã thiết kế là các cái thước cột là theo phong cách kiến trúc tân cổ, và toàn bộ hệ phào là hệ phào lõm các bạn nhé. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau xem qua phần bản vẽ của bên mình. Về cái lối lên và của công trình thì là bên mình đang làm là 5 bậc. 5 bậc nó sẽ rất là cao và nó sẽ tạo ra công trình của mình có bề thế hơn và tạo cái điểm đến công trình hơn. Toàn bộ phần giải bậc bên dưới thì bên mình đang ốp đá màu đen, viền chỉ màu trắng như quý vị các bạn nhé. Về cái phần các cái bậc ở đầu cột thì đang làm là 2 bậc để chúng ta có thể đặt được một cái chậu cây, trông nó rất là tương xứng và cực kỳ là đẹp. Toàn bộ hệ phào của công trình lần này bên mình chạy vòng quanh nhà quý vị các bạn, thế nên là nó sẽ rất là đẹp và thanh thoát cho công trình. Quý vị và các bạn có thể thấy được rằng là tất cả các cái hệ thống, các cái ô cửa sổ của công trình hiện nay là đều được bên HCG đang thiết kế là dạng lưu gia có mái Thái như quý vị và các bạn nhé. Cái mái này sẽ lợp trầm ra bên ngoài này một chút, và toàn bộ cái hệ mái này thì đều được nhô ra bên ngoài, để chúng ta sẽ cùng nhau xem các phần bản vẽ kỹ thuật của công trình và các cái con sơn con tiện công trình lần này. Còn bây giờ tôi xin mời quý vị các bạn hãy xem cái phần hệ thống mái của công trình lần này. Trên màn hình của quý vị và các bạn đó chính là toàn bộ cái phần mái. Khi mà chúng ta nhìn từ trên cao xuống, chúng ta có một cái mái ngang và để chắn cái công trình và mái dọc của công trình, thì đây chính là cái hình thức cái mái. Còn đây là hai cái phần mái mà anh đang trong quá trình mà làm bì kèo quý vị các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ tới đây các bạn có thể là xem các cái công trình của bên HCG. Tất cả các công trình của HCG hiện nay đã có mặt tại 705 huyện và 63 tỉnh thành, nên là các bạn có thể là tới trực tiếp các cái phần cái huyện của các bạn xem. Đây công trình đang đi vào giai đoạn thô rồi, mình có thời gian để quay cái công trình này cho các bạn. Thế còn là phía ở đằng sau của ngôi nhà thì là bên mình đang để làm cái phần bình tét nước, cũng như là để cái bình năng lượng mặt trời các bạn nhé. Các bạn có thể là xem thêm các cái hình ảnh nắm bắt được cho công trình của nhà mình. Công trình lần này có mặt tiền là bằng 10m, chiều sâu công trình là bằng 18m, thì Cường xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Cường xem qua cái phần công năng phần 3D để chúng ta nắm bắt được, sau đó chúng ta sẽ xem phần hồ sơ bản vẽ công trình. Về cái phần khu vực phòng khách thì nay chúng ta đang có là 33.5m2 quý vị các bạn nhé. Tiếp theo đó chính là cái không gian phòng bếp của công trình kết hợp với lại
không gian phòng ăn. Đây là một trong những không gian rất là mở của chúng ta, giữa không gian phòng ăn và phòng bếp thì các bạn có thể là chắn một cái vách hoặc là chúng ta làm một cái kệ trang trí để những cái đồ lưu niệm của chúng ta sẽ rất là đẹp. Và tiếp theo chúng ta sẽ có ở đây, tiếp theo sau cái phòng bếp đó chính là phòng ngủ không 4 là được 17,7 m², và phòng ngủ này thì là có vệ sinh riêng quý bạn nhé, phòng riêng là sẽ được là 4,2 m². Và toàn bộ một cái giải ở bên hông thì chúng ta sẽ có là một không gian phòng thờ là 11,7 m² và một phòng ngủ không 1 là bằng 15,1 m², phòng ngủ không 2 là bằng 13,4 m² và phòng ngủ không 2 cũng có vệ sinh riêng, vệ sinh là được 3,2 m² quý bạn nhé. Và phòng ngủ không 3 thì là đi vệ sinh ngoài và phía sau chúng ta có một xí, một tắm. Thì và cái không gian để chúng ta giặt hơi cái công trình của mình. Thì nhiều bạn ấy hỏi là tại sao ở quê chúng ta lại làm xí tắm không làm gộp lại đúng không ạ? Thì là ở mỗi một vùng miền chúng ta sẽ có cách thức và sinh hoạt khác nhau. Thì đối với là các công trình vườn, thượng vườn ở quê, các cái phòng vệ sinh các bạn nên tách nó ra và phòng tắm các bạn nên để riêng, nó sẽ rất là hài hòa và cũng như rất là sạch sẽ trong quá trình mà chúng ta vận dụng để sử dụng cái quý vị các bạn nhé. Còn là khi mà chúng ta làm chung cũng rất là thoải mái, nhưng mà cái công năng sử dụng khi mà đông người sẽ không đạt được quý vị các bạn. Còn bây giờ thì Cường xin mời quý vị các bạn hãy cùng Cường xem cái phần hồ sơ bản vẽ công trình, các bạn có thể nắm bắt được. Đây là cái phần bản vẽ hồ sơ kiến trúc của công trình. Thì hồ sơ của bên HCG là hồ sơ bản vẽ chi tiết quý vị các bạn nhé. Bên HCG là một trong công ty mà chuyên tư vấn thiết kế kiến trúc và nội thất nhà hàng và trung tâm hội nghị tiệc cưới ở trên 63 tỉnh thành. Đây là cái phần danh sách bản vẽ phần kiến trúc của công trình. Nó đã gồm có 40 bản vẽ rất là rõ ràng chi tiết như thế này. Thế còn là các bộ hồ sơ sơ bộ thì là các bạn sẽ có thể thấy được rằng là sẽ không có các bản vẽ như thế này đâu. Thì các bạn cần phải hiểu về bản vẽ là gì để chúng ta có thể là lựa chọn được các cái đơn vị làm sao để làm việc cho nó chuẩn và tốt nhất. Hồ sơ bản vẽ HCG thì cực kỳ là rõ ràng chi tiết. Đây là cái phần bản vẽ mặt bằng công năng đó. Thì các bạn nào mà cần thì các bạn Cường xin phép là sẽ dừng cho các bạn tầm 1 giây, các bạn hãy chụp lại màn hình để nắm bắt cho cái ngôi nhà của nhà mình và áp dụng cho nó tốt hơn. Và cái thứ hai nữa là tất cả các bản vẽ của bên HCG thì là đầy đủ từng phần một. Ví dụ như là gia đình mà muốn làm trần thạch cao thì bên mình sẽ vẽ trần thạch cao, còn gia đình mà muốn vẽ phào thì bên mình sẽ vẽ phào rõ ràng như thế này cho các bạn. Về phần bản vẽ mái cũng vậy, bản vẽ mái của HCG các bạn biết rồi thì đều đầy đủ cả phần 3D và vì kèo thêm mái rõ như thế này đó. Không thiếu bất cứ bản vẽ nào, các cái phần tỷ lệ của công trình rất là đẹp, hài hòa, cân đối các bạn nhé. Bạn để xem qua, đây là cái phần bản vẽ là mặt đứng rất rõ ràng chi tiết từng con số một các bạn, từng những cái phao là một, các bạn sẽ rất dễ dàng để chúng ta thi công cũng như là để làm cái công trình. Cường xin phép là sẽ quay rất rõ cho các bạn. Ví dụ đây là một cái phần bản vẽ về phần mái của công trình quý vị các bạn nhé, phần mái le của cái phần ô cửa sổ. Các bạn có thể thấy đây là cái phần phối cảnh, còn đây là cái phần mặt cắt, mặt cắt ngang qua, và chúng ta cũng sẽ có mặt cắt chi tiết của từng cái phào một, nên là rất rõ ràng như thế này các bạn sẽ cực kỳ dễ dàng để thực thi và cũng như là làm được công trình lần này. Và tất cả các phần bản vẽ của bên HCG thì đều có 2D, 3D mô phỏng, mô tả rất là chi tiết như vậy. Đây ví dụ như đây là một cái phần cột trích từ cái chi tiết nhỏ phóng to lên để cho các bác thợ là dễ dàng hình dung, dễ dàng làm. 2D sẽ kết hợp với 3D quý vị các bạn nhé, thế nên là các bạn rất là yên tâm thực thi và làm được một cái công trình. Và trong quá trình mà làm một cái ngôi nhà thì là bên mình luôn luôn túc trực 24/7 cùng với gia chủ cũng như cùng với các bác thợ để hỗ trợ các bác trong quá trình mà thi và làm cái công trình của nhà mình sao cho nó đúng nhất. Thì đây cũng là một cái phần danh mục bản vẽ phần kết cấu của công trình cũng vậy, rất là nhiều phần điện, phần nước nữa, còn cực kỳ nhiều các bản vẽ khác các bạn nhé. Thì cũng nói qua về cái bản vẽ phần này là bên mình nó sử dụng là móng đơn nha các bạn, móng đơn chứ không phải là móng băng đó. Thì các bạn nào muốn sở hữu cái hồ sơ lần này thì các bạn có thể là liên hệ ngay với Cường để sở hữu, hay là các cái phần thép cột cũng vậy, đều được bên HCG là làm rất là chi tiết như thế này, các cái kích thước cột làm sao, bố trí như thế nào cho phù hợp với lại cái công trình của nhà mình thì là bên mình đều
vẽ rõ ra và cái bảng cuối cùng là bảng tổng hợp khối lượng sắt thép công trình. Đây mình sẽ zoom ra phần bản vẽ cuối cùng. Đối với phần bản vẽ dòng như các bạn nhé, thì trên phần bản vẽ kết cấu, mỗi phần bản vẽ dòng thì sẽ mỗi một cái dòng sẽ có một cái chi tiết riêng và cái cách thức bố trí sắt thép riêng để cho các bạn có thể là nắm bắt được và làm được. Đây ạ, cái phần cuối cùng đây đó chính là phần bảng tổng hợp khối lượng sắt thép công trình. Tại sao lại có cái bảng tổng hợp khối lượng sắt thép này? Mỗi một phần mình đều tổng hợp lại rất rõ ràng chi tiết như thế này để cho quý vị các bạn có thể là đi mua vật tư vật liệu nó đúng. Nên các bạn nhé, đến đấy là bộ sơ HCG, nó gồm 6 phần phong thủy kiến trúc. Còn trong quá trình mà làm thì là bên HCG luôn luôn có một cái nhóm 24/7 đó, 24/7 phục vụ quý vị các bạn. Đây là cái nhóm Zalo này, thì quý vị các bạn có thể thấy được rằng là nếu quý vị các bạn mà chưa hiểu phần bản vẽ nào thì bên mình sẽ xử lý cho quý vị các bạn ngay. Và cái thứ hai nữa là hỗ trợ các bạn 24/7 về hướng dẫn kỹ thuật thi công công trình đó, và để cho các bạn có được cái công trình nó tốt nhất. Tất cả cái này thì là đều chúng ta sẽ đều làm việc với nhau qua các bác thợ ở trong nhóm các bạn nhé. Cho nên là các bác rất yên tâm. Đây cũng là hình ảnh tối qua là anh đã hoàn thiện cái phần mái công trình. Các bạn có thể thấy được rằng là tất cả các cái phần mái vì kèo này đấy, cũng được bên mình là giám sát và làm sao cho nó đúng. Đấy là cái giá trị mà bản vẽ cũng như là đội ngũ kiến trúc HCG phục vụ cho quý vị các bạn, nhé. Còn vừa rồi là mình đã chia sẻ cho quý vị các bạn mình một cái mẫu biệt thự một tầng theo phong cách kiến trúc là Tân cổ mái Thái. Còn bây giờ tôi xin cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều đã xem video của mình kiến trúc HCG. Xin chúc quý vị các bạn luôn mạnh khỏe, an lành, luôn đạt được mục tiêu mình trong cuộc sống. Xin chào và cảm ơn.